ta nói giới thiệu chảo không chính đó các bạn. Mấy cái đồ đen đen dính cửa là mình đẩy nó xuống ở dưới nè, để cho cái chảo mình nó được mới, lúc nào cũng mới hết á. Thank you. Thank you. Thank you so much. Been emotional. Hello cả nhà, xin chào cả nhà đến với kênh của mình ha, kênh chia sẻ về cuộc sống gia đình, cuộc sống Sài Gòn. Hôm nay gia đình mình ăn lễ 83 mà nhân dịp mua cái bếp điện nướng mới luôn, của điện máy xanh luôn. Cái tên nó là tên gì á mình cũng không nhớ tên tiếng Anh á, thôi để mình sẽ gửi thông tin sau, mình ghi phụ đề sau. Thôi bây giờ mình lấy luôn cái hộp nè. À các bạn, cái hộp này mới đặt mua ha. 385.000 của điện máy xanh, nó ship cho tới mình luôn. Giảm, nghe nói bà xã nói là giảm giá đó, giá gốc thì không biết bao nhiêu. Đó, cái bếp này mình mới lắp vô ở dưới để mình quay tới nha. Rồi bây giờ mình coi giới thiệu cái bữa ăn của mình luôn nha. Đó, cái bếp này các bạn. Rồi đây là cái mâm đồ ăn của đồ nướng của mình ăn lễ nè. Wow. Hai chồng hai con cái hoành tráng không? Đồ nướng xong mình chơi nướng xong mình qua chơi tới lẩu nữa nha. Kiểu lẩu chua chua cay ngọt ngọt. Dạ. Tôm, nấm, kim châm, cuốn bò, bạch tuộc gì, rồi có kim chi luôn nha. Rồi, ăn lẩu thì ăn với mì hoặc là bún. Hấp dẫn không? Thơm quá. Thơm quá, bé nhà mình nói thơm quá kìa. Cái này là nướng không cần dầu đúng không? Hay sao? Nó không dính nhưng mà cho miếng dầu vô cũng được. Mình phải nướng có dầu, mà ý là nó là bếp nướng kiểu không dính. Đây đây mình có cái thông số đây để mình gửi cho mọi người xem. Tay cầm không bị nóng, mặt bếp chống dính, cơ chế làm nóng không khói và mùi hôi. Bộ điều chỉnh nhiệt có thể điều chỉnh và tháo lắp được, dễ dàng di chuyển và vệ sinh. Nó cũng gọn gàng lắm các bạn. Bếp nhìn gọn gàng mà người mẫu nhìn cũng xinh nữa nè. Rồi. Sườn, bò cuốn kim châm, tôm sú. Tôm sú chất lượng ha, bạch tuộc. Ôi, đậu bắp. Bao đã luôn. Mình ăn trong phòng á nên cái cũng không, cái view nó cũng không có được đẹp, nó không có thiết kế được cái quay, cách quay phim món ăn ha, hấp dẫn theo một số bạn góp ý ha. Bây giờ mình cứ nói chuyện thôi, khi nào cần mình quay thì mình quay đồ ăn thêm. Cái chảo này cũng phải nướng, phải cho đầy đủ dầu mỡ vô các bạn, nó nói không dính thôi chứ không phải, cũng phải quét dầu quét mỡ vô cho nó không, nó nướng nó không bị khét á, không bị cháy. Mình chấm với muối tiêu xanh là nó chấm như sốt trên dây vậy em. Đúng theo kiểu sườn cây ha, mấy chỗ nướng đồ nướng sườn cây. Ba bán đồ nướng ăn kèm rau salad cà chua. Này thiếu tỏi rồi, có kim chi nữa. Bố ăn có hương. Mấy đứa nhỏ chơi gì xung quanh cái bên. Chào con. Bạch tuộc.
chín chưa bố? Khói mỏng rồi, nghe không? Khỏi quá, nhiều thơm lắm. Ý, khoái thơm quá à, nướng thơm quá. Nay không uống bia được các bạn, viêm họng. Sợ viêm họng mà sốt sốt mà ho nữa là hơi bị sợ tí. Bố nó bố viêm họng, bố không uống bia được con. Miếng đồ không? Này giờ bắp được chưa? Bắp luôn được không? Chờ lâu quá ăn đậu bắp đỡ. Ăn mấy đồ nướng như Sumo BBQ ha, hay là King BBQ á, của Hàn Quốc, cái của Nhật, cái của Hàn Quốc. Sumo thì ăn vào tháng sinh nhật thì được miễn phí bia. Mình thấy nó cũng là chiêu trò thôi các bạn ha, tại vì miễn phí bia vô uống, ai mà uống vô 1-2 ly là thấy ngang ngang, là ăn đâu được bao nhiêu nữa đâu. Ăn đồ nướng này có cái quán buffet của nghệ sĩ Kim Tự Long á, là quán Quá Đá hả em ha? Quá Đá ở chỗ đường Cao Thắng. Đường Cao Thắng nó dài gần dưới 3/2 á. Gia đình của anh đó một lần rồi. Vô cũng gặp thấy một vài người nghệ sĩ. À, hình như còn chi nhánh đó, cửa hàng đó bạn nghe đường tên lửa hay sao đó, đầm Amon thấy á. Amon thì đường rộng rãi hơn. Đã thì cũng có để xe. Bò cuốn nấm kim chanh không? Nhìn đẹp không? Cua nướng trong cái tattoo luôn. Có ăn gì không dâu? Mẹ nó bị đen phù lùi. Đâu có, tại vì nó cái miếng sốt thì nó có hơi đen thôi. Mấy bậy rồi. Ngoài mấy quán buffet nướng á, thì mấy quán về nướng không nổi tiếng thì cũng có sườn cây ha, sườn cây nướng cá bồi. Cái ngay chỗ nướng, ngay chỗ cái đầu đường cái vòng xoay Cộng Hòa này nó đổi. Ba gác cái gì ở sườn cây á, nói chung hệ thống với cái gì can cơm đồ hấp. Đồ hấp ăn nướng mà ngán quá thì qua đồ hấp ăn. Mình cũng được ăn một lần đồ hấp chan cơm đó mà anh ở trên Vạn Hạnh Môn. Hấp mấy đồ ăn trong cá thịt hay cái gì bắt đầu nước nó chảy dưới đó, làm cháo dưới đó, trong hấp phía trên cháo đó.
từ Tết giờ là gia đình chưa đi đâu được luôn, nó không có đi chơi luôn, đâu có dám đi chơi đâu. Rồi nướng được miếng thịt sườn nướng cắt ra rồi ạ. Hai vợ chồng ăn trong nướng trong rồi bắt đầu mới chuyển qua ăn lẩu ha. Lẩu nồi nước sẵn đây luôn rồi, bếp sẵn đây luôn rồi. Trộn bún tươi hoặc là mì trứng. Đây mới giới thiệu chảo không chính đó các bạn. Mấy cái đồ đen đen chính thừa là mình đẩy nó xuống ở dưới nè. Để cho cái chảo mình nó được mới, lúc nào cũng mới hết á. Không biết chất liệu gì ha, càng hiện đại thì mình sợ nó càng hại. Một biết sức khỏe ảnh hưởng không nữa, tại vì nó phải tráng một cái chất gì nữa đúng không các bạn. Rồi nướng xong rồi mình chuyển qua ăn lẩu ha các bạn. Rồi trụng rau, trụng tôm, thịt bò, bò viên vô rồi trụng mì, trụng bún ăn thôi là kết thúc một bữa ăn rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ha, rồi mình xin tạm biệt.